Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và ngày hôm nay anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của siêu phẩm Sau Này của chúng ta đến từ tác giả Phạm Kiều Trang. Quý vị và các bạn thân mến, Như và Hoàng đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp tại nước Anh. Như thì vốn là một cô tiểu thư xinh đẹp, sống trong nhung lụa. Thế nhưng, tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình của cô đã khiến cuộc đời của cô rẽ lối. Và cũng chính tai nạn này đã khiến tình yêu của họ phải chia cách. Sau nhiều năm gặp lại thì giờ đây, chàng trai với tình yêu giản dị năm nào dành cho cô đã trở thành giám đốc công ty nơi mà cô đang làm việc. Giờ đây thì anh đến với cô chỉ là sự trao đổi về thân xác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông cũng có rung động với Như. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đối mặt giữa ba người này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 3 của siêu phẩm Sau Này của chúng ta, tác giả Phạm Kiều Trang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng không nói gì cả và cũng không quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của anh trầm lặng nhìn chằm chằm con đường bên ngoài cửa kính. Tôi thấy thái độ của anh như vậy thì tự biết ý, cởi bỏ toàn bộ những gì còn sót lại trên cơ thể. Khi mà khắp người không còn mảnh vải che thân, tôi co người giống như con tôm trên ghế, im lặng chờ đợi những chuyện xảy ra. Thế nhưng rất lâu sau đó vẫn không thấy anh nhúc nhích. Cả hai không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ DVD trong xe nhẹ nhàng vang lên. Tôi đếm đến hết 3 bài hát thì Hoàng mới quay lại. Việc đầu tiên anh làm chính là vặn to nhạc, sau đó tăng nhiệt độ sưởi, rồi hạ thân ghế xuống. Anh quay sang bảo với tôi: "Tự làm đi." Tôi hít sâu vào một hơi nhẫn nhịn, bao nhiêu uất ức đều phải nhét hết vào tận đáy lòng, lặng lẽ trèo sang ghế của anh. Trước đây mỗi lần thân mật, anh chiều chuộng tôi đến mức ngay cả việc tự cởi quần áo tôi cũng chưa từng phải làm. Vậy mà sau 4 năm chia tay, đến lượt tôi phải tự động làm tất cả. Còn anh thì đến ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn dành cho tôi. Giờ đó đã muộn và lại trời mưa to nên đường hầu như không còn ai qua lại nữa. Tôi biết là xe xịn thế này thì bên ngoài nhìn vào cũng không thể xuyên qua cửa kính xe. Nhưng mà tôi vẫn sợ. Tôi run run cởi từng thứ trên người của anh. Từ áo sơ mi, thắt lưng, cho đến khi định cởi bỏ nốt thứ cuối cùng thì đột nhiên anh giữ tay của tôi lại, cau mày rồi nói: "Đủ rồi đấy." Động tác của tôi ngay lập tức khựng lại. Đang định ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên anh xoay người lại, ấn ngược tôi xuống ghế, rồi không báo trước, lạnh lùng, đâm thẳng vào. Dùng hết sức, giống như muốn xuyên thủng người của tôi vậy. Cơn đau ập đến đột ngột khiến cho tôi không kịp chống đỡ. Tôi bụt miệng, kêu lên một tiếng. Thế nhưng anh không hề quan tâm đến điều đó, vẫn cứ liên tục điên cuồng đi vào cơ thể của tôi. Lúc bấy giờ thì tôi mới hiểu, hóa ra không mất tiền và mất tiền khác nhau nhiều đến thế. Không mất tiền thì được trân trọng, dịu dàng, còn khi đã bỏ tiền ra rồi thì lại có toàn quyền sử dụng. Muốn nhẹ nhàng hay thô bạo đều có thể tự mình quyết định. Cả được nhận tiền như tôi không có tư cách để lên tiếng. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Trong khoang xe ngoài tiếng nhạc ra còn có tiếng va chạm của da thịt và cả những tiếng nức nở từ sâu trong lòng của tôi. 4 năm, vẫn là con người đó, nhưng mà dường như cảm giác của cả hai đã thay đổi thật rồi. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, cả người đau nhức giống như vừa bị dần một trận. Tôi lảo đảo chống tay định ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhấc người lên thì đã thấy mọi thứ trước mặt quay như trong chóng. Lại đành nằm phịch xuống, hình như tối qua uống nhiều rượu, sau đó lại ngấm mưa, rồi bị giày vò gần như suốt cả một đêm. Thế nên sáng nay tôi chẳng còn lại tí sức lực nào để bò dậy cả. Đang định nằm thêm một lúc xem có đỡ hơn không, thì mẹ tôi mở cửa bước vào. Thấy mặt của tôi tái nhợt, thì vội vàng chạy đến sờ đầu của tôi. "Sao thế con? Sốt à? Thế sao mà đầu nóng như thế này?" "Dạ, con thấy hơi mệt. Chắc là tối qua bị dính mấy hạt mưa nên như vậy. Con nằm một tí là khỏi mà."
Sốt cao thế này thì nằm một tí làm sao mà khỏi được. Thế tối qua mấy giờ con về? Mẹ đợi con đến 10 giờ không thấy đâu thì mới đi ngủ đấy. Gần 3 rưỡi sáng tôi mới về được đến nhà, nhưng sợ mẹ lo lắng nên tôi đành nói dối. Con về lúc 11 giờ mẹ. Thế để mẹ xuống nấu cho nồi cháo tía tô ăn cho đỡ mệt. Cứ nằm nghỉ ngơi đi, ăn xong thì uống thuốc. Hôm nay mà cảm thấy mệt quá thì xin cấp trên cho nghỉ một hôm đi. Con còn nhiều việc lắm, chắc là không nghỉ được đâu. Thế tí nữa con uống một viên hạ sốt là đỡ ngay thôi, mẹ đừng lo như thế. Ừ, thế không lo là không lo thế nào? Người mày còn có hơn 40 cân thế này mà không lo à? Làm việc thì làm việc, chứ người ta ốm bò ra thế này thì làm với lộng cái gì nữa. Thế thôi cứ nằm ở đấy đi, để mẹ xuống nấu nồi cháo. Mới có hơn 6 giờ thôi, ăn xong mà cảm thấy đỡ thì đi, còn không thì cứ ở nhà mà nghỉ đi. Vâng ạ. Thế mẹ nấu đi, con ngủ thêm một tí nhé. Ừ, thì lát nữa mẹ gọi. Lúc mẹ tôi xuống nhà rồi thì tôi cũng không thể nào ngủ lại thêm nữa, mà cứ nằm ở đó nhìn trần nhà. Nghĩ lại chuyện đêm qua vẫn cứ thấy mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Tối hôm qua không rõ đã làm bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tôi kiệt sức không còn muốn cựa quậy nữa thì anh mới chịu buông tha cho tôi. Xong xuôi thì Hoàng cũng không chần chừ thêm dù chỉ là một giây, lập tức ngồi thẳng dậy, mặc lại quần áo. Nhìn cái cách mà anh đối xử với tôi, đúng kiểu bóc bánh trả tiền vậy. Tôi cũng chỉ biết cười nhạt trong lòng, bày ra vẻ mặt bình thản rồi hỏi. Anh định làm cách gì để ông Tú rút đơn kiện tôi thế? Cô không cần phải quan tâm. Tôi chỉ là tò mò thôi. Dù gì thì cũng liên quan trực tiếp đến tôi. Ông ấy nói ngày mai là hạn cuối. Nếu như tôi không đi gặp ông ấy, thì ông ấy sẽ nộp đơn kiện tiếp. Thế nên, anh cố gắng giải quyết trong ngày mai giúp tôi nhé. Cô âm mưu từ bao giờ vậy? Cái gì? Âm mưu gì chứ? Hoàng không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi. Trong xe rất tối, thế nhưng ánh mắt của anh bao nhiêu năm nay vẫn cứ sáng như vậy. Tĩnh lặng như sông sâu, nhưng lại phảng phất một vẻ phóng khoáng và ngông cuồng, làm cho người khác cảm thấy rất áp lực. Trước kia tôi từng mê như điếu đổ cái vẻ trầm lặng đó. Giờ đây bỗng nhiên cảm thấy sự phóng khoáng kia còn có vẻ thu hút hơn. Tôi ngây ra vài giây mới hiểu anh muốn hỏi tôi có âm mưu lợi dụng anh từ khi nào. Đành gượng gạo cười rồi đáp. Cũng không hẳn là âm mưu. Tại vì anh xuất hiện đúng lúc quá thôi. Vậy sao? Anh cười lạnh một tiếng, không nhìn tôi nữa, vươn tay ấn nút nổ máy xe. Đi được một đoạn rồi mới nói tiếp với còn lại. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Lợi dụng người khác là việc mà cô làm giỏi nhất sao? Không đâu. Còn nhiều thứ tôi làm giỏi hơn nữa đấy. Ví dụ như là kỹ thuật trên giường. Thế anh không thấy là so với mấy năm trước tôi tiến bộ thế nào sao? Phải luyện tập nhiều lắm mới được như vậy đấy. Nói xong câu này, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng của anh hít sâu một hơi, giống như đang cố gắng kiềm chế để không lớn tiếng với tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe xì vả, thế nhưng cuối cùng anh chỉ nói. Cô đúng là không có liêm sỉ. Tôi cảm thấy so với tiền, liêm sỉ chẳng có giá trị quái gì cả. Tôi cần ăn cơm, cần dùng đồ đẹp, cần tích lũy để khi tuổi trẻ qua đi thì còn có vốn phòng thân. Có phải ai cũng giàu có giống như anh đâu. Đằng nào thì tiền của anh tiêu cả đời cũng không hết. Cứ để tôi lợi dụng thêm một tí, chẳng mất gì cả. Hoặc là coi như trả tiền cho quá khứ cũng được. Chẳng phải trước đây, mỗi lần làm, anh cũng có mất đồng nào đâu. Anh im lặng không đáp lại tôi. Thái độ kiểu như quen cô làm tôi cảm thấy bẩn. Nói chuyện với cô, phí cả lời của tôi. Chẳng hiểu sao sau 4 năm chúng tôi có thể nói ra những lời làm tổn thương nhau đến như vậy. Nhưng có lẽ đây mới là con đường đúng cho cả hai. Đằng nào thì một người cũng sắp lấy vợ, một người cũng có cuộc sống riêng. Lưu luyến cũng chẳng giải quyết được điều gì cả, mà còn làm cho nhau thêm khó xử. Thà rằng cứ sòng phẳng trao đổi, rồi đường ai nấy đi cho nhẹ lòng. Trước khi xuống xe tôi cố ý nhắc thêm một lần nữa. Chuyện ngày mai... Còn chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời tôi. Cô đã mất công bày trò như vậy, thì tôi cũng không để cô phí công vô ích đâu. Khỏi lo. Nhờ cả vào anh đấy. Cảm ơn trước nhé. Nghĩ đến đây tôi lặng lẽ quay đầu,
nhìn chiếc đèn kéo quân đặt trên bàn. Màu giấy bên ngoài đã bị thời gian làm cho phai nhạt, nhưng mà không hiểu sao bóng đèn bên trong không hề bị hư hại một tí nào cả, vẫn rất sáng. Có lẽ chiếc đèn ấy cũng giống hệt như tình cảm trong lòng của tôi bây giờ. Dù cho bị đối xử đến thế này, thì vẫn cứ yêu người đó, không thể nào hận được. Sau khi ăn hết bát cháo tía tô, thì tôi uống thêm một viên thuốc hạ sốt nữa, rồi vẫn lết đi làm. Mẹ tôi thương con gái, nhưng mà nói mãi tôi vẫn không chịu nghỉ, nên đành đùm thêm một nắm thuốc để tôi mang theo. Nhìn số thuốc đó, bỗng nhiên tôi mới nhớ ra, tối hôm qua mình đã không dùng biện pháp gì cả, lại đang trong kỳ không an toàn. Thế là trên đường đến công ty, tôi rẽ qua hiệu thuốc Tây, mua thêm một vị tránh thai. Cái Hòa vừa nhìn thấy tôi đến công ty thì ngay lập tức cáo áo buôn chuyện. Này, thế tối qua chị về lúc nào vậy? Thế sao tự nhiên về mà chẳng nói gì cả thế? Thì lúc chị bắt đầu về có nhắn tin cho em rồi cơ mà. Mãi đến lúc gần tàn cuộc, không thấy chị đâu thì em mới sờ đến điện thoại. Mà hôm qua ai đưa chị về vậy? Đừng có nói là đi với ông nào cả đêm. Thế hôm nay nhìn mà ốm yếu thế này nhá. Có đi với ai đâu. Chị mệt thế nên bắt taxi về sớm thôi. Ừ. Ngày hôm qua mọi người đang chơi vui mà chị lại về. Sếp của mình ngồi một lúc rồi cũng về luôn đấy. Vậy sao? Vâng. Liên hoan cho sếp mà sếp còn lại đến cuối đâu. Mọi người còn bảo đi hát tăng hai, nhưng mà sếp không đi. Hình như là ai gọi đến ấy. Nghe điện thoại xong thì bảo có việc, thế là về luôn. Ừ. Thế mày có đi pha cà phê không? Pha cho chị một cốc nhá. Ôi, thế sao hôm nay bà chị đổi gu sang cà phê thế? Bình thường có bao giờ uống đâu. Thì bỗng nhiên thấy thèm thôi. Được rồi, thế để đấy em pha cho. Thật ra thì tôi không thích uống cà phê, nhưng mà hôm qua mất ngủ, cộng thêm hôm nay quá mệt mỏi, thế nên tôi muốn uống cho tỉnh táo đầu óc. Cả ngày hôm ấy tôi uống hết 4 cốc cà phê, rồi vùi đầu làm việc đến tận khi tan làm mới đứng dậy được. Vừa định đi về thì bỗng nhiên lại thấy Lão Tú gọi điện đến. Mặc dù tối hôm qua Hoàng đã nhận lời giúp tôi giải quyết chuyện với ông ta, thế nhưng bây giờ thấy lão ta gọi đến thế này, tôi vẫn cảm thấy lo. Nhưng mà không nghe máy thì lại càng cảm thấy sốt ruột, thế nên tôi cũng đành phải nghe máy. Alo. Cô giỏi thật đấy nhở. Chào được lên giường của giám đốc mới rồi cơ. Chú nói gì vậy? Cháu không hiểu. Thôi, không cần giả vờ. Thế chả tự nhiên mà nó bảo luật sư của nó đến nói chuyện với tôi đâu. Lần này cô đúng là vớ được món hời quá rồi đấy. Câu được thằng con của chủ tịch tập đoàn thép. Thế bảo sao cứ nhất quyết tỏ ra thanh cao. Hóa ra là chỉ thanh cao với người bình thường thôi. Còn với đứa ngon hơn thì ôm chân như cún à? Nói thật với chú nhá. Cháu cũng không hề muốn dính dáng đến pháp luật. Cháu đã đến xin lỗi chú vài lần rồi, nhưng mà chú không chịu, thì cháu mới phải nhờ đến người khác giúp đỡ. Bây giờ thì chú cũng khỏe rồi, mọi chuyện cũng chả có gì là to tát cả. Lỗi của cả hai bên. Thế nên chú cứ coi như cháu và chú không liên quan gì nữa nhá. Ừ. Mạnh mồm gớm nhở. Thế để xem thằng kia nó bảo vệ cô được bao lâu. Đến lúc nó chán chê rồi thì nó cũng đá đi như túi rác thôi. Con nhà giàu chỉ chơi qua đường thôi, chứ không hề thật lòng đâu. Đừng có mơ mà trèo cao quá như vậy như à. Ngã đầu đấy. Cảm ơn chú đã nhắc nhở. Ừ. Này nhá, con chưa xong với tôi đâu. Thế để tôi chống mắt lên mà xem cô ôm chân nó được bao lâu đây. Vâng ạ, à, cháu chào chú. Tắt máy xong tôi thở dài một hơi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng mà trái tim lại nặng nề thêm một chút. Cái danh con chủ tịch tập đoàn thép làm cho tôi khiếp sợ từ khi nói chuyện với mẹ của anh cách đây 4 năm. Cho đến bây giờ nghe lại vẫn cảm thấy sởn cả da gà như cũ. Ai mà ngờ được một người có thể đạp xe chở tôi suốt mấy chục cây số, mồ hôi ướt đầy lưng áo, lại là con trai của nhà giàu như vậy. Giàu đến mức chỉ cần tiền mặt thôi, chắc cũng đủ đẻ chết người. Thế nên mẹ anh mới nói sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu có bố chết vì nát rượu giống như nhà tôi. Và cũng không chấp nhận một đứa con gái làm cản trở tương lai của anh là tôi. Bà ấy muốn con mình phải sống một cuộc đời huy hoàng và thật hạnh phúc. Phải rồi. Ngay cả việc đặt cái tên cũng thấy rõ bố mẹ của anh hy vọng gì ở anh. Con trai độc đinh của nhà họ cơ mà. Tan làm xong thì tôi đi thẳng về nhà, leo lên giường, ngủ một giấc li bì. Cho đến khi mẹ mang cháo lên phòng thì tôi mới ngồi dậy, ăn qua loa rồi lại ngủ tiếp. Tôi tiếc việc,
Với cả vừa rồi cũng mới nghỉ không có lý do mấy ngày, nên dù có ốm cũng không dám xin nghỉ nữa. Vẫn uống thuốc hạ sốt rồi đi làm như bình thường. Đến ngày thứ ba thì cả cơ thể gần như kiệt sức. Vậy mà bà trưởng phòng lại còn bắt tôi mang cả đống tài liệu, chạy hết phòng này sang phòng khác. Ra khỏi căn phòng cuối cùng thì mắt của tôi hoa cả lên. Lảo đảo đi được vài bước thì đâm đầu vào một người rồi ngã lăn ra. Không kịp nhìn xem người đó là ai thì đã ngất xỉu không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang được nằm trong bệnh viện để chuyển nước. Còn bé Hoa thấy tôi tỉnh lại thì nó lại lấy tay hô hô cái kiểu kiểm tra xem là tôi có bị mù không, giống như trong phim vậy. Tôi vừa bực lại vừa cảm thấy buồn cười, bảo nó: "Này, làm cái gì thế?" "Ui giời à, em cứ sợ là bà sau khi ngất xỉu xong thì bị mất thị lực tạm thời. Thế là thử xem mắt của bà có nhìn thấy nữa không đấy. Thế chị thấy rồi sao? Đỡ mệt chưa?" "Đỡ rồi. Mà chị chuyển nước lâu chưa vậy?" "3 tiếng rồi đấy." "Nhưng mà bà bị làm sao thế? Ốm nặng như thế thì không ở nhà đi, còn cứ cố đến công ty để làm gì? Bây giờ vào viện như thế này rõ khổ chưa?" "Còn bao nhiêu là báo cáo thế này? Không làm thì ai làm cho chị đây? Với cả vừa rồi chị cũng mới nghỉ, bây giờ không dám xin nghỉ nữa đâu." "Trời ạ, chị cứ làm như công ty này vắt kiệt sức lao động của nhân viên ấy. Thế ốm thì cứ nghỉ có sao đâu, ai bắt chị đi làm? Nhìn chị đi, gầy như con mèo hen ấy, chả có tí sức sống nào cả. Trời cho cái nhan sắc thì phải biết quý trọng chứ. Em mà được như chị á, ngày nào em cũng soi gương, thấy cái mặt mà hơi xuống cứ một cái làm đi spa ngay. Trong khi đó thì chị chả bao giờ chịu chăm sóc bản thân gì cả." "Được rồi, được rồi, chị biết rồi. Thế đợi khi nào khỏi ốm thì chị sẽ tự chăm sóc bản thân, được chưa cô nương?" "Có đẹp gái thì mới câu được trai đẹp giống như sếp mình chứ, chả biết gì cả." Tôi không biết phải nói sao, thế nên ậm ừ cho qua chuyện. Con bé Hoa không nhắc đến sếp thì thôi, mà cứ hễ động đến thì sẽ luyên thuyên nói không ngừng nghỉ. Nói xong một lúc thì nó mới nhớ ra tôi vẫn còn đang chuyển nước. Thế là giật mình gãi đầu rồi nói: "Ôi, em quên mất, chị có đói không? Thế ăn gì để em mua cho?" "Thôi không cần đâu, lát nữa chị ăn thôi. Mà muộn thế này rồi không về đi à? Chị chuyển hết chai nước này thì chắc cũng phải cả tiếng nữa đấy. Mày cứ về trước đi." "Thôi có sao đâu, chờ chị rồi chị em mình về luôn. Về thì em cũng có làm gì đâu, chồng thì chưa có, chó thì chưa nuôi. Về thì mẹ em lại phải lải nhải thêm chuyện lấy chồng ấy, em điếc tài lắm." "Thì có nghĩa là mày không định lấy chồng à? 26 tuổi rồi đấy nhá." "Đấy nữa, lại đến lượt chị. Em đã tìm thấy đối tượng đâu, phải gặp được người giống như xếp Hoàng thì em mới lấy cờ. Hoặc là bằng một nửa thì cũng được." "Mày thần tượng nó cũng vừa vừa thôi, người ta sắp lấy vợ đến nơi rồi đấy." "Ừ, kệ chứ. Với cả em có ước là lấy anh ấy đâu, em ước lấy người giống giống như vậy thôi. Mà trong công ty có mỗi chỉ là khác biệt nhá, chả thấy hâm mộ sếp tí nào cả. Thế đừng có nói là bà có mối ngon hơn nha." "Làm gì có, đang phải kiếm tiền thực hiện mục tiêu lớn của cuộc đời, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu." "Thế mục tiêu lớn là cái gì vậy chị?" Thì mua một cái chung cư nho nhỏ bên nội thành để đi làm cho đỡ xa, có tiền cho mẹ đi mổ, với cả được sang Anh nữa." "Sang Anh? Sang Anh làm gì?" "Còn lâu mới nói cho mày biết." "Đừng có nói là cái mối nằm ở bên đó nhá." "Chị không nói đâu." "Này, nói đi rồi em mua trà sữa vị sô-cô-la cho. Ngoan, nói đi." "Thế mày mua đi, rồi mày tự uống luôn đi. Chị đang như thế này thì chỉ có ăn cháo thôi." "Nhớ cái mặt nha." Chuyển nước xong thì bác sĩ thấy tôi ổn rồi, thế nên không giữ lại nữa. Chỉ bảo tôi suy nhược cơ thể quá nên về nhà chịu khó tẩm bổ. Cái Hoa định đưa tôi trở về nhà, nhưng mà nhà tôi xa, thế nên tôi bảo nó cứ để tôi ở bến xe buýt rồi tôi tự bắt xe trở về. Ai ngờ là hai chị em vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì tự nhiên xe của nó chết máy, để thế nào cũng không nổ. Nó nhăn nhó rồi bảo tôi: "Cái con xe thổ này của em chắc là lại đòi tiền rồi đây. Rõ ràng vừa đi bảo dưỡng được hơn tháng, thế mà bây giờ đề không nổ." "Thế xem có cái quán nào dắt vào sửa đi em, đề không nổ thì chắc là hỏng ác quỷ đấy." "Giờ này thì còn cái quán nào mà sửa đâu. Mà chị đang ốm thế này đứng phơi xương ngoài này không được đâu. Thế thôi bắt taxi mà về đi, cứ kệ em, để em tự đi tìm chỗ sửa là được." Tất nhiên là tôi không đi.
Trời tối như thế này, với cả cây hoa lại ở viện cùng với tôi cả buổi, mới về muộn như thế, tôi không thể nào bỏ rơi nó, lương tâm sẽ cắn rứt chết đi mất. Tôi nhất quyết không về mà lẽo đẽo theo nó đi tìm quán sửa xe. May sao đi thêm hơn 100 mét nữa thì có một quán vẫn đang mở cửa. Hoa dắt xe vào đó, xong sợ tôi đói, lại còn dẫn tôi sang cửa hàng tự chọn bên cạnh, mua một ít bánh ngọt. Đang loay hoay chọn thì chẳng hiểu sao bỗng nhiên nó gào âm cả lên. Ờ, anh Hoàng kìa. Sếp ơi. Tôi theo phản xạ ngơ ngác nhìn về hướng mà cái hoa đang nhìn. Thấy anh đứng ở quầy hoa quả tươi, cách bọn tôi một quãng. Nghe tiếng người gọi anh, thấy anh ngẩng đầu quay sang nhìn về phía bọn tôi. Từ hôm trời mưa đó cho đến bây giờ, thì chúng tôi không động mặt nhau nữa. Dù đã cố tỏ ra mặt dày, thế nhưng mà bây giờ nhìn thấy nhau, trong lòng của tôi vẫn cứ cảm thấy ngượng ngượng sao ấy. Nhưng mà hoa nó đã gọi như thế rồi, tôi mà giả vờ không thấy thì cũng không được, cho nên phải lịch sự gật đầu chào. Còn chưa kịp nói hoa đi chỗ khác thì nó đã kéo tay tôi về phía của anh, cười tươi như hoa vậy. Chào sếp à? Không phải ở công ty, cứ gọi tôi bình thường là được. Dạ vâng ạ. Thế sao anh lại ở đây thế? Em cứ tưởng là sáng nay sếp đi công tác, ngày mai mới về chứ. Ừ, xong việc nên về sớm từ chiều. À vâng ạ. Thế anh mua hoa quả, anh đã mua được chưa? Có cần bọn em chọn giúp không? Không cần đâu, hai người cứ đi mua đồ đi. Bọn em vừa mới từ bệnh viện trở về, nhưng mà xe lại hỏng nên phải tìm chỗ sửa. Tiện vào đây xem có gì ngon không thì gặp sếp ở đây đấy. Đi viện về sao? Dạ vâng, chị Như bị ốm thế nên đến để chuyển nước à? Nghe xong câu này, ánh mắt của anh mới rời đến người tôi. Thái độ không nóng không lạnh và cũng không hẳn là quan tâm, mà chỉ hỏi một câu rất xã giao. Bạn này không khỏe sao? À vâng, tôi chỉ ốm sơ thôi. Chuyển nước xong thì khỏe rồi. Cảm ơn sếp. Anh nghe tôi nói xong thì không nói gì nữa. Chỉ có hoa hỏi gì thì anh đáp nấy. Đến lúc tính tiền còn trả luôn phần của bọn tôi. Cái hoa được thần tượng trả tiền thì cười tít cả mắt. Ra đến cửa mà cái mồm của nó vẫn cứ liến thoáng nói chuyện. Nó bảo. Thế bây giờ anh về luôn à? Không, tôi định sang bên Gia Lâm có chút việc. Ơ thế thì cùng hướng về với chị Như rồi đấy. Hay là chị Như ngồi nhờ xe của sếp về đi. Đợi em sửa xe xong thì đến bao giờ đây? Với cả người ốm mà đi xe máy muộn thế này, hứng xương vào thì lại càng ốm đấy. Tôi cảm thấy ngại thế nên vội vàng lắc đầu đáp. Không cần đâu. Chị đợi mày rồi đi Grab về cũng được. Đợi em lâu lắm. Thôi, cứ đi nhờ xe sếp về đi. Muộn rồi mà đàn bà con gái đi Grab cũng nguy hiểm. Thế ngồi xe sếp chả phải là yên tâm hơn sao? Với cả đằng nào xe rộng mà, cũng tiện đường sếp nhở? Tôi nghĩ là thà đi Grab nguy hiểm, còn hơn là đi với anh ta. Thế nhưng đang định từ chối thì Hoàng lại nói. Cũng được. Trên đường trở về nhà chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu gì cả. Tôi chuyển nước xong cũng mệt, chỉ ngồi thu lu một góc, nhìn người đi đường. Một lát sau thì hai mắt bắt đầu díu lại, thế rồi tôi ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì đã thấy xe dừng lại. Nhìn ra cửa kính thấy đoạn này không phải là đầu ngõ nhà tôi, mà trên màn hình DVD trong xe cũng hiển thị gần 10 giờ đêm. Hoàng đang xem gì đó trên điện thoại, nhìn thấy tôi tỉnh lại thì lại hơi nhướng mắt sang tôi. Tôi ngượng quá, ấp úng nói. Sao anh không gọi tôi? Tôi ngủ quên mất. Gọi rồi. Gọi rồi á? Lúc nào vậy? Nếu mà cô biết được lúc nào thì đã không ngủ quên đến giờ này. Ý nói là tôi ngủ như lợn nên không nghe thấy tiếng của anh gọi. Kỳ thực là nết ngủ của tôi không xấu đến nỗi như vậy. Có lẽ là do ốm sốt thế nên mới mê mệt không biết gì như thế. Nhưng mà tóm lại ngủ quên trên xe người khác thế này thì đúng là xấu hổ chết đi được. Không biết giải thích thế nào đành kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Chỗ này là chỗ nào thế? Mà sao anh lại dừng xe ở đây vậy? Không nhớ đường vào nhà cô. Để tôi xem đây là đâu nào. Thế rồi tôi hạ cửa kính xe xuống, ngó đầu nhìn ra bên ngoài thì mới thấy khu này hình như cách nhà tôi gần một cây số nữa. Đã muộn rồi, nhưng mà ở đây chuyên đồ ăn đêm nên vẫn rất nhộn nhịp. Đặc biệt là trước mặt còn có một cửa hàng bán gà tần gia truyền. Ngồi ở đây vẫn ngửi thấy mùi gia vị rất thơm.
Tối nay chưa được ăn gì cả nên tôi đói. Tôi nuốt nước bọt xong quay sang nói với anh. Chỗ này sắp đến nhà tôi rồi đấy. Đi thẳng thêm 500 mét nữa, rẽ trái là đến. Đi dọc đường D này sao? Đúng rồi, cứ đi dọc đường này là được. Đến chỗ rẽ thì tôi sẽ nói. Lần trước anh đi Nguyễn Văn Cử nên dễ hơn. Bây giờ đi đường này. Còn chưa nói hết câu thì bụng của tôi bỗng nhiên cứ sôi lên ỏng ọc. Xe xịn thế nên khoang xe cách âm với bên ngoài rất tốt. Tôi thở nhẹ thôi, cũng nghe chứ đừng nói là dạ dày kêu to kiểu đó. Hai má của tôi lập tức nóng ran lên. Lúng túng một lát tôi mới nói được nốt câu còn lại. Đi đường này thì hơi khó. Xuống xe đi. Trong lúc tôi đang ngây người không hiểu gì thì anh mở cửa xuống xe, lững thững đi về phía quán gà tần kia. Không rõ tại sao anh lại bỗng dưng muốn đi ăn đêm. Nhưng một mình tôi ngồi trong xe cũng ngại, chần chừ một lát rồi cũng quyết định đi xuống. Hai chúng tôi vào quán gà tần, gọi ra mỗi người một bát. Tôi đói thế nên chỉ sau một lát ăn hết nửa cái đùi gà. Ngẩng lên thấy bát của anh vẫn còn nguyên, tôi ngứa mồm rồi nói. Sao thế? Anh không ăn à? Nhìn cô tôi nuốt không trôi. Thế sao tự nhiên lại còn vào đây? Sợ cô đói, lại ngất trong xe của tôi. Phí cơm đưa đi bệnh viện. Tôi nghe xong thì bĩu môi không thèm chấp. Tôi chỉ nói. Thế không ăn thì đưa đây tôi ăn cho. Tự lấy đi. Từ khi gia đình của tôi vỡ nợ, tôi với mẹ bắt đầu có thói quen tiết kiệm. Nấu gì cũng chỉ nấu vừa đủ. Thức ăn không bao giờ đổ đi. Mẹ tôi nói, nhiều người còn không có cơm mà ăn, đổ đi là phải tội. Cho nên dù ăn một bát gà tần đã no lắm rồi, tôi vẫn tiếc của, đành ăn thêm cả bát của anh nữa. Lúc tôi ăn gần xong thì bỗng nhiên anh có điện thoại. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng mà khi nghe anh nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, trái tim của tôi bỗng dưng lại hứng một nhịp. Đã rất lâu rồi tôi mới nghe thấy giọng của anh nhẹ nhàng như vậy, dịu dàng, giống hệt như ngày xưa. Anh đây. Anh còn bận việc, chắc là muộn mới về đấy. Ừ, anh biết rồi, không phải lo đâu. Lúc này thì vị gà tần trong miệng của tôi bất giác biến đổi, nhạt thếch, không còn hương vị gì cả. Quen nhau nhiều năm rồi tôi cũng có thể hiểu sơ sơ về tính cách của anh. Tôi biết khi anh có tình cảm với ai thì sẽ đối xử tốt duy nhất với người đó. Còn lại thì dù cho đối phương có là ai đi chăng nữa, anh đều sẽ vô cùng lạnh lùng. Chỉ là tôi nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được tại sao anh đã có tình cảm với người khác mà vẫn ngủ cùng với tôi. Tại sao chỉ để thỏa mãn sự tò mò giữa mất tiền và không mất tiền mà lại có thể đồng ý giúp tôi dễ dàng như vậy? Tôi thực sự là không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Tôi lặng lẽ cúi đầu ăn hết đồ ăn trong bát, dù nuốt một miếng cũng cảm thấy đắng chát nơi cổ họng. Sau đó từ khi rời khỏi quán cho đến khi trở về nhà, cả hai chúng tôi không ai mở miệng nói với nhau thêm lời nào nữa. Từ sau đêm mưa hôm đó, anh không nhắc lại chuyện giao dịch. Tôi cứ nghĩ trao đổi xong là xong. Anh thỏa mãn được sự hiếu kỳ của mình, rồi cũng sẽ thôi. Và lại tôi cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác. Nên tôi tự giác rút lui. Ở công ty thì tôi luôn tìm cách tránh động mặt hết mức có thể. Thế nhưng bỗng nhiên có một hôm, bảo anh trưởng phòng lại nói với tôi. Chiều nay bên công ty thiết bị miền Bắc đến ký hợp đồng. Hạng mục lần này là do cô làm, thế nên chiều nay tham gia họp với cấp trên nhé. Vâng ạ. Thế ngoài tài liệu này có cần chuẩn bị gì thêm không ạ? Thế cô biết cái gì mà làm? Chuẩn bị với chả không chuẩn bị. Đầu giờ chiều đến phòng họp lau dọn bàn ghế cho sạch sẽ. Chuẩn bị nước và đồ đạc cần thiết. Sếp hỏi đến đâu thì trả lời đến đấy. Đọc tài liệu cho tử tế đi. Để mất mặt sếp thì cô chuẩn bị đồ một cuốn xéo đi là vừa đấy. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Ngày trước khi ông Tú còn làm giám đốc, tôi cũng được tham gia ký hợp đồng vài lần. Nhưng mà hầu như mấy ông kia chỉ thích nói mấy chuyện linh tinh trên bàn rượu thôi. Tôi nghe chỉ thấy thô tục và chói tai, chứ không hề học thêm được điều gì cả. Bây giờ Hoàng đến nhậm chức ở công ty thì mọi thứ bắt đầu đổi khác. Bàn chuyện làm ăn thì nói ở phòng họp, uống nước chứ không hề uống rượu. Tôi ngồi nghe thôi có lẽ sẽ học thêm được rất nhiều điều. Nghĩ đến đây tôi hào hứng làm việc xuyên trưa. Đến đầu giờ chiều lại vào phòng họp dọn dẹp chuẩn bị. Xong xuôi tất cả mọi thứ thì cũng vừa kịp lúc bên đối tác đến. Nhìn mấy người công ty của họ bước vào, tôi mới chợt phát hiện ra
Trường đoàn bên đó là người quen của tôi. Anh Lâm nhìn thấy tôi thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng bởi vì ở đây còn có nhiều người cấp cao hơn. Sau khi bắt tay hết một vòng thì mới dừng lại chỗ của tôi, bắt tay mãi không chịu buông. Em làm ở đây sao? Mãi bây giờ anh mới biết đấy. Dạ vâng, em làm ở đây cũng vài năm rồi. Thế anh về Bắc lâu chưa? Anh mới về vài tháng nay thôi. Tình cờ nhỉ? Đi ký hợp đồng lại gặp nhau đấy. Dạ vâng ạ, anh ngồi đi. Đông người thế này cũng không tiện nói chuyện, nên tôi và anh chỉ nói được với nhau như vậy thôi. Sau đó thì cả hai quay về chỗ ngồi để bàn chuyện ký hợp đồng. Sở dĩ tôi quen anh Lâm là bởi vì ngày trước mới ra trường thì đến công ty anh ấy làm việc. Anh Lâm là người trực tiếp hướng dẫn tôi, nên hai anh em rất thân. Tôi còn hay gọi đùa anh ấy là sư phụ. Thực tập xong thì tôi xin vào công ty khác, mà anh Lâm cũng chuyển công tác vào miền Nam. Mất liên lạc kể từ khi đó cho đến bây giờ mới gặp lại. Mà tình cờ thế nào lại là đối tác của công ty tôi? Công ty tôi và công ty anh Lâm thương thảo hợp đồng suốt hơn một tiếng, không có vướng mắc gì cả. Mấy ông phó giám đốc với trưởng phòng bên tôi, mặt mày ai nấy đều tươi như hoa. Chỉ riêng có mỗi mình sếp lớn là từ đầu đến cuối vẫn duy trì cái vẻ mặt lãnh đạm, nghìn năm không thay đổi. Anh Lâm có lẽ cũng biết Hoàng từ nước ngoài trở về, thế nên khách sáo khen ngợi. Nghe nói là anh Hoàng từ nước Anh về làm việc à? Nhân tài về nước bây giờ hiếm lắm đi nha. Tôi không phải là nhân tài gì đâu, nhưng mà cảm thấy môi trường làm việc trong nước cũng tốt, muốn về thử sức xem sao. Còn trẻ như vậy mà đã làm giám đốc một chi nhánh lớn, mong là tương lai sẽ phát triển hơn nữa. Cũng mong lần này hai bên công ty hợp tác thành công. Còn về lâu dài nữa chứ nhỉ? Tôi cũng cứ nghĩ mọi thứ suôn sẻ như thế này thì kiểu gì hôm nay cũng ký xong. Thế nhưng không hiểu sao sau khi anh Lâm nói câu đó thì Hoàng lại nói: tôi cũng mong là hợp tác lâu dài, nhưng mà trước mắt còn phải xem xét lại thiết bị một lần nữa. Tạm thời thế này đi, đợi bên công ty của tôi kiểm tra mẫu xong thì hai bên ký hợp đồng sau. Khi anh nói xong câu này thì không khí vui vẻ trong phòng lập tức thay đổi. Vẻ mặt của mấy ông trưởng phòng cũng thoáng chốc cứng ngắc. Thế nhưng anh Lâm là người dày dặn kinh nghiệm. Mất cả buổi nói chuyện mà đối phương đáp thế thì rõ ràng là không hài lòng. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười nói: như vậy cũng được. Hai bên lại có dịp ngồi với nhau thế này lần nữa. Chúng ta cứ kiểm tra kỹ càng rồi ký cho thoải mái, xếp Hoàng nhỉ. Hy vọng hai bên có thể hợp tác lâu dài. Tôi cũng hy vọng như thế. Mong là được hợp tác với công ty của anh. Không đạt được kết quả nên hai bên đành miễn cưỡng chào nhau ra về. Anh Lâm cố ý đứng dậy sau cùng, nán lại thêm một lát để nói chuyện với tôi. Anh ấy không nói gì về chuyện hợp đồng mà vẫn tỏ ra thoải mái, hỏi về cuộc sống của tôi. Dạo này em sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Dạ vâng, em vẫn khỏe lắm. Còn anh thì sao? Lấy vợ chưa? Chưa. Anh vẫn đang ế đây này. Thế em có cô nào giới thiệu cho anh đi? Em á, nhiều cô lắm. Thế chủ yếu là anh yêu cầu thế nào thôi. Bây giờ làm phó giám đốc rồi, yêu cầu chắc là cao lắm nhỉ? Không biết là có cao không, nhưng mà anh thấy cứ như em là được. Thật sao? Yêu cầu như vậy thì thấp quá. Thế để em kiếm cho sư phụ một cô tiêu chuẩn cao hơn nhé. Đảm bảo là kiểu gì anh cũng thích cho xem. Thôi, cao quá anh không với được đâu. Yêu cầu của anh chỉ cần bằng em thôi. Mà em làm ở đây là làm phòng nào vậy? À, em làm ở phòng kinh doanh à? Thế chắc là bận lắm nhỉ? Mà nhìn gầy hơn ngày xưa bao nhiêu ấy. Nhưng mà được cái xinh mái, chả ra đi tí nào cả. Thôi, sư phụ đừng có mà trêu em nhá. Em cứ tưởng là thật đấy. Ơ thì anh nói thật cơ mà. Cho anh số điện thoại đi. Bây giờ anh về Hà Nội hẳn rồi đấy. Thỉnh thoảng, rủ ra em đi ăn. Dạ vâng, số của em đây. Thế em thay số điện thoại rồi sao? Chả trách mấy năm nay anh gọi mãi không được. Tại em mất máy, lại lười làm số thế nên mua luôn số mới. Anh gọi sang số của em rồi đấy. Lưu số của anh vào nhé. Em biết rồi. Anh về đây. Có thời gian thì anh gọi cho em nhé. Dạ vâng ạ. Trước đây thì anh Lâm cũng chỉ là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, chạy hết từ Bắc vào Nam, rồi bây giờ lại từ Nam ra Bắc. Cuối cùng bây giờ gặp lại nhau, cảm thấy anh ấy thành công giống như ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất vui. Xuất phát điểm của tôi không tốt,
Nhưng mà tôi tin chỉ cần tôi nỗ lực giống như anh ấy, rồi cũng sẽ có một ngày đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ tôi, đủ tiền để mua một ngôi nhà xinh xắn bên nội thành, và đủ tiền để sang Anh nữa. Thật lòng thì tôi rất mong được quay lại đó một lần. Đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên anh Toàn, trợ lý của sếp, đi đến tìm tôi. Mặt mày nhăn nhó giống như vừa bị mất sổ gạo vậy. Như, kế hoạch với công ty thiết bị miền Bắc là em làm đúng không? Dạ vâng ạ, là em làm đấy. Sao thế anh? Sếp vừa mới mắng cho anh một trận đấy. Nói là bản kế hoạch này không được. Chả trách lúc họp sếp cứ không vui. Thế hóa ra là không vừa ý bản này nên mới không ký đấy. Vậy sao? Thế sai chỗ nào anh? Hôm trước có trình lên giám đốc duyệt rồi cơ mà. Anh cũng không rõ. Hôm đó anh Hoàng đọc qua rồi cũng không nói gì cả. Chắc là hôm nay mới phát hiện ra lỗi. Thế mà cũng chả nói với anh là lỗi ở đâu. Chỉ bảo là làm lại thôi. Thế em đọc xem sai chỗ nào thì sửa đi. Rồi trình lên sếp ký lại nhé. Dạ vâng, thế để em sửa lại. Xin lỗi anh nhé. Làm anh bị mắng oan như vậy. Không sao. Em đi làm việc đi. Dạ vâng ạ. Tôi đang định hôm nay trở về sớm để ăn cơm cùng với mẹ một bữa. Thế mà giờ bỗng nhiên phải sửa lại bản kế hoạch. Thế là tôi phải tăng ca cho đến tận 8 giờ đêm. Mỗi cái tội, tìm tét cả mắt rồi thế mà vẫn không thấy là tôi sai chỗ nào cả. Đến chính tả cũng không mắc lỗi. Chả hiểu là anh muốn tôi sửa lại kiểu gì đây. Ngày hôm sau tôi đưa thêm số liệu và đánh giá thiết bị vào, nộp lại cho anh Toàn một lần nữa. Lần này còn chưa đến một tiếng sau, anh ấy lại mang trả lại tôi. Sắc mặt lại còn kém hơn cả hôm qua. Sửa lại đi em. Sếp vẫn không ưng ý. Thế mà sếp vẫn không nói gì đến việc sai ở đâu à anh? Không, chả nói cái gì cả. Em sửa đi nhé. Vâng ạ. Sửa đi sửa lại hết tận 4 lần. Đến lần thứ 5 thì anh Toàn cũng hết chịu nổi. Anh bảo với tôi. Ôi, thế thôi em tự lên phòng sếp rồi chỉnh rồi ký đi. Anh chịu đấy. Thế mấy hôm nay ngày nào cũng bị mắng cả. Mà phong cách làm việc ở nước ngoài đúng là khác nước mình quá. Làm sai chỗ nào cũng không nói. Cứ bắt tự sửa để còn nhớ. Khổ thế chứ. Em thật tình cũng không biết là sai chỗ nào luôn. Mang đi hỏi mọi người rồi, nhưng mà cũng không ai tìm ra được cả. Sếp mình giỏi, trình độ cao, thế nên yêu cầu cao em à. Vâng ạ. Em cũng mong là sếp chỉ cho sai ở đâu. Chứ em cũng chịu đấy. Không tìm được anh à. Mà này, hay là em có làm gì mất lòng sếp không? Tôi ngẩn người ra rồi ngẫm nghĩ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu là mình làm gì để cho Hoàng phải nhắm vào tôi. Bình thường thì anh công tư phần mình. Dù ghét tôi nhưng mà ở công ty cũng chả bao giờ động đến tôi cả. Không hiểu sao lần này lại như vậy. Tôi cảm thấy áy náy với anh Toàn quá, đành nói. Thế thôi, anh cứ để em mang lên xem sao. Ừ, tôi lên hỏi xem sai chỗ nào còn sửa. Chứ cứ mà như thế này thì anh bị mắng đến ngu người luôn ấy. Vâng ạ. Lúc tôi cầm bản kế hoạch lên, Hoàng đang ngồi cặm cụi làm việc. Nghe tiếng người đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên. Tôi thì lại không dám ngắt quãng công việc của anh, đành ra ghế ngồi đợi. 5 phút, 10 phút, rồi tận 30 phút sau cũng không thấy anh nói gì cả. Mãi một lúc sau tôi sốt ruột quá, dè dặt rồi lên tiếng. Tôi mang bản kế hoạch lên. Anh xem là sai chỗ nào thì chỉ giúp tôi để tôi sửa. Lúc này thì anh mới ngừng tay gõ phím, rời mắt nhìn về phía của tôi. Cô không nhìn ra sao? Không. Trình độ của tôi có hạn. Tôi không biết là tôi sai ở đâu. Không biết thì cầm về làm lại cho đến khi nào biết thì thôi. Tôi cảm thấy là tôi chẳng sai chỗ nào cả, mà là do anh ta cố tình làm khó tôi mới đúng. Làm gì có cấp trên nào yêu cầu sửa đi sửa lại đến 5 lần mà không nói cho người ta lỗi sai. Trong khi công trình thì đang phải chờ ký hợp đồng với bên thiết bị để còn lắp đặt. Chậm trễ ký một ngày thì phải đợi thêm một ngày. Tôi cố nhẫn nhịn rồi nói. Tôi không tìm ra được. Anh chỉ giúp tôi đi. Tôi sửa sẽ nhanh thôi. Ngày nào cũng tăng ca liên tục như vậy chỉ vì một bản kế hoạch thế này. Kiểu gì cũng làm chậm trễ các hạng mục khác, lại gây tổn thất cho công ty nữa. Như vậy là không muốn tăng ca đúng không? Không phải. Là tôi không muốn mất thêm thời gian cho một bản kế hoạch. Sai ở đâu anh cứ nói, để tôi biết tôi còn sửa. Lúc này thì anh chậm rãi gập máy tính xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt, nhưng mà ẩn sâu trong đó còn có cả vẻ mờ ám. Không muốn tăng ca,
thì làm việc khác. Tôi không rõ làm việc khác nghĩa là gì cả, nhưng mà lời nói đầy ám chỉ đó thật sự khiến cho người khác, dù trong sáng đến mấy, cũng phải suy diễn. Nói gì đến hai người vẫn còn vướng mắc chuyện giao dịch giống như tôi và anh. Cho nên để tránh những việc không nên xảy ra, tôi lập tức đứng dậy rồi nói. Để tôi mang bản báo cáo này về sửa lại. Hôm nay tôi có hứng. Sao à? Tôi sửng sốt quay đầu lại nhìn anh, thấy vẻ mặt của Hoàng có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, nhàm chán rồi nhắc lại. Không phải là cô nói muốn dùng cô thế nào cũng được sao? À, nhưng mà không phải ở đây. Tại sao không phải ở đây? Công ty là nơi làm việc, tôi không muốn người khác thấy rồi lại dị nghị lung tung. Tốt thôi, như vậy thì đến chỗ khác. Đến đây thì tôi cứng họng. Nói chuyện với cái tên này tôi không thắng được, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Trong lúc còn đang suy nghĩ cách từ chối thì Hoàng đã mặc xong áo vest, khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi tốt bụng nhắc nhở tôi. Muốn tôi đi cùng hay là tự giác xuống bãi đỗ xe chờ tôi, tùy cô chọn đấy. Thế nếu như tôi nói hôm nay tôi bận thì sao? Cô không có quyền thương lượng với tôi. Phải rồi, chính miệng tôi đã nói kể từ giờ cho đến trước khi anh cưới, anh dùng tôi thế nào cũng được. Cho nên sau khi Hoàng giúp tôi giải quyết xong chuyện của ông Tú, tôi cũng phải thực hiện giao ước của tôi. Mà dù tôi có cố tình không thực hiện đi nữa, thì luật sư của anh vẫn còn đó. Chỉ cần tốn công đến gặp sếp cũ của tôi lần nữa là đủ rồi. Cho nên tôi không có quyền thương lượng gì cả. Đúng lúc tôi đang không biết phải nói gì, thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếp theo là một giọng nói mềm mại vọng vào. Sếp ơi, em vào được không ạ? Vào đi. Một chị nhân viên của phòng kế hoạch mở cửa bước vào, gương mặt trang điểm cầu kỳ, cổ áo hơi chế, người tỏa ra mùi nước hoa thơm lừng. Có lẽ vì nghĩ giờ này phòng giám đốc không còn ai, nên khi nhìn thấy tôi đứng bên trong, chị ấy thoáng sửng sốt, sau đó lại nhìn chòng chọc vào tôi vài giây, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thế Như cũng ở đây à? À vâng, em lên trình xếp bản kế hoạch ạ. Tôi định kiếm cớ để ra ngoài, nhưng mà còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên Hoàng lại cầm chìa khóa xe đưa cho tôi. Không hề để tâm đến việc đang có người trong phòng, vẫn thản nhiên nói. Xuống xe trước đi. Tôi... À vâng, để tôi đi rửa xe cho anh. Nói xong thì tôi vội vàng cầm lấy chìa khóa, rồi chạy thẳng một mạch về phòng. Cái Hoa nhìn thấy tôi mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, thì cứ tưởng là bị sếp mắng, nhỏ giọng an ủi tôi. Khổ thế, thế lại bị mắng à? Thế kế hoạch này sếp vẫn không ưng hay sao chị? Ừ, vẫn phải sửa lại. Thế là hôm nay bà chị lại phải tăng ca. Nhưng mà hôm nay em rảnh đấy, đang định về đi mua quần áo đây. Chị có cần mua gì không? Em mua hộ cho nhé. Thôi, không cần đâu, chị có đủ quần áo rồi. Mà chị cầm cái gì ở tay thế kia? Đâu? À ha, không có gì đâu, cái bật lửa ấy mà. Hôm nay nhà chị có việc, chị cũng phải về trước đây. Ngày mai lên công ty làm sao? Thế mày dọn hộ chị đống đồ này rồi về sau nhé. Ờ. Bị dồn đến mức muốn trốn cũng không trốn được, tôi cũng hết cách, đành phải lén xuống bãi đỗ xe chờ anh. Ngồi trong xe đợi gần 20 phút thì Hoàng cũng xuống, sau đó lái xe đưa tôi đến một khu đô thị cao cấp ngay ở quận Tây Hồ. Khi xe dừng lại tại một căn biệt thự có mặt tiền rộng đến tận mười mấy mét, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà bề thế có giá trị hàng vài chục tỷ đồng, bỗng nhiên trong lòng của tôi lại xuất hiện một loại áp lực khiến bản thân rất khó chịu. Tôi khó khăn hít sâu một hơi, nghiêng đầu rồi hỏi anh. Đây là nhà của anh sao? Ừ. Anh đưa tôi về đây. Thế nhớ đâu vợ của anh bắt gặp thì sao đây? Không phải lo. Anh không lo. Nhưng mà những người nghèo như tôi thì hay sợ chết. Lỡ có việc gì thì khó sống lắm. Tôi không ngu đến nỗi dẫn cô đến để bị người khác bắt gặp đâu. À, cũng đúng nhỉ. Xuống xe. Bước vào trong nhà, cảm giác đặt chân vào chỗ nào cũng giống như dẫm lên cả đống tiền, khiến cho tôi làm gì cũng dè dặt. Lúc bấy giờ mới thật sự thấu hiểu, khoảng cách giữa người có tiền và người không có tiền cách nhau xa vô cùng. Xa đến nỗi dù cố gắng thế nào, cũng không thể nào có được dũng khí bước đi cùng nhau.
Tôi cười nhạt trong lòng, nghĩ đến chuyện cô vẫn thấy cái gai trong lòng nhức nhối. Đang ngẩn ra thì bỗng nhìn ngang nói: "Đi dép vào." "À vâng." Tôi sợ bẩn nhà thế nên bỏ dép ra từ bên ngoài. Nghe Hoàng nói như vậy thì mới quay lại. Đã nhìn thấy dưới chân của anh để sẵn một đôi dép bồng nữ đi trong nhà. Không biết là dép của ai, nhưng mà tôi vẫn xấu hổ xỏ dép vào. Sau đó im lặng đứng một góc chờ đợi. Cứ nghĩ là với quan hệ bây giờ của bọn tôi, Thanh đưa tôi đến đây chắc cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu thôi. Thế nhưng lát sau Hoàng lại nói: "Cô nấu cơm đi, tôi đi tắm." "Tôi nấu cơm á? Nấu ở đây sao?" "Thế chẳng nhẽ là cô muốn nấu trên giường?" Tôi định hỏi: "Thế sao anh lại bắt tôi nấu cơm?" Nhưng mà nghĩ so với việc làm tình thì nấu cơm có vẻ dễ chịu hơn, cho nên tôi không hỏi nữa, chỉ đáp lại: "Thế nhà anh có thức ăn không?" "Trong tủ lạnh đấy, tự lấy đi." "Tôi biết rồi." Sau khi anh đi, tôi mở tủ lạnh ra mới thấy trong đó có rất nhiều đồ ăn. Tất cả đều là thực phẩm tươi, hạn sử dụng vẫn còn rất mới. Mặc dù không giỏi việc bếp núc cho lắm, nhưng mà mấy món đơn giản thì tôi vẫn biết làm. Cho nên tôi đành lấy tạm vài thứ có thể nấu được, sau đó xắn tay áo, bắt đầu nấu nướng. Khi đang chuẩn bị nấu đến món canh thì bỗng nhiên, có một vòng tay mát lạnh luồn qua eo tôi. Tôi giật mình, vừa định quay đầu lại thì cả người đã bị nhấc bổng lên kệ bếp. Hoàng đứng trước mặt của tôi không nói lời nào, lạnh nhạt giơ tay cởi cúc áo của tôi. Tôi đỏ mặt giữ tay anh lại. "Ê, anh làm gì thế?" "Thế cô nghĩ là tôi làm gì?" "Nhưng mà tôi đang nấu cơm, để tôi..." "Ngồi yên." Không để cho tôi kịp nói hết câu, áo trên người của tôi đã bị cởi ra rồi ném xuống đất. Tiếp theo là áo ngực, rồi đến khóa quần bò của tôi. Trong hoàn cảnh này từ chối cũng vô ích. Và lại nếu như tôi nói không đồng ý mà anh dừng lại thì chắc đã chẳng phải là anh. Cho nên thay vì lằng nhằng tranh cãi, tôi thà im lặng để mặc anh cho xong. Chúng tôi không ai nói chuyện mà chỉ im lặng làm tình. Lần này thì quá trình diễn ra vẫn y hệt như lần trước. Dường như anh không hề biết đủ là gì, kịch liệt rất lâu, giày vò tôi từ chỗ này sang chỗ khác. Thậm chí là muốn dừng lại để tắt nồi canh đã sôi sắp cạn trên bếp, cũng không thể nào dừng lại được. Cuối cùng thì sau khi bầu trời bên ngoài cửa sổ hoàn toàn chuyển thành màu tối om, thì anh mới chịu buông tha cho tôi. Nhưng mà xong xuôi vẫn lười mở miệng. Anh lạnh lùng chào xuống, rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Lại thêm một lần nữa bị giày vò như vậy, tôi không còn sức lực nào để ngồi dậy, chỉ có thể vơ tấm chăn mỏng ở sofa đắp lên người. Tôi nằm ở đó, có thể nghe được tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra. Nghĩ đến việc người đàn ông kia đang cật lực lau chùi những dấu vết vừa động chạm cùng tôi, giống như đang cố gắng tẩy rửa một thứ bẩn thỉu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân của mình thật đáng buồn và cũng đáng cười. Không những bẩn về thể xác, mà tôi còn thấy ngay cả nhân cách của mình cũng vô cùng nhơ nhớp. Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà vứt bỏ cả liêm sỉ, lên giường với một người đàn ông sắp có vợ, trở thành kẻ thứ ba, phá hoại hôn nhân của người khác. Lương tâm của tôi đúng là bị chó thả mất. Một giọt nước mắt của tôi bỗng chảy xuôi. Khi đó cảm giác đơn độc lại ập đến, khiến tôi vừa tuyệt vọng lại vừa hối hận. Tôi loạng choạng ngồi dậy tìm quần áo để mặc vào người. Thế nhưng khi vừa cầm được một mảnh áo lên thì bỗng nhiên lại thấy một bộ váy khác chìa ra ngay trước mặt của tôi. "Mặc vào đi." Nhìn bộ váy màu trắng tinh trên tay của anh, thấy đó là đồ đắt tiền nên tôi không nhận. Trong nhà một người đàn ông sẽ không có quần áo phụ nữ. Nếu như có thì chắc hẳn sẽ là quần áo của vợ chưa cưới của anh. Cho nên tôi thà mặc lại đồ bẩn còn hơn là dùng đồ đó. Tôi cúi đầu, im lặng tiếp tục mặc quần áo vào người. Xong xuôi thì tôi mới hít sâu một hơi, cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, nhìn anh rồi nói: "Lần trước chi phí thuê luật sư của anh là bao nhiêu vậy?" "Cô có ý gì?" "Tôi muốn thu xếp trả lại cho anh. Tôi không muốn thế này nữa." Hoàng nghe xong thì nhếch môi cười lạnh một tiếng, bình thản ngồi xuống ghế sofa, chân dài vắt lên nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy thừa thãi. "Sao vậy? Qua cầu xong thì muốn rút ván sao?" "Không phải. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính vào đàn ông đã có vợ hoặc là sắp có vợ. Nếu như giải quyết được bằng tiền, anh có thể nể tình chuyện ngày trước, cho tôi trả bằng tiền được không?"
Thế cô định trả kiểu gì? Tìm người khác kiếm tiền sao? Hay là một người thì không thỏa mãn cô? Lúc này nếu như có một cốc nước ở đó, tôi nhất định sẽ cầm lên rồi hắt thẳng vào mặt của anh, gào lên rằng: tôi kiếm tiền thế nào là việc của tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra bây giờ mình đang là kẻ phải đi năn nỉ người ta, và lại trên bàn cũng chẳng có cốc nước nào cả. Thế nên tôi đành phải nuốt cục tức vào trong, dịu giọng rồi đáp: cảm giác không mất tiền và mất tiền anh cũng đã thử rồi đấy. Với cả tôi cũng bẩn lắm. 4 năm nay, có phải chỉ có mỗi mình anh đâu. Tôi còn ngủ với rất nhiều người khác. Chẳng phải là anh ghét bẩn còn gì. Anh cho tôi trả tiền nhé. Anh nghe xong thì sắc mặt bất chợt lạnh xuống. Lạnh đến nỗi tôi đứng cách một đoạn, vẫn cảm thấy nổi cả da gà. Tôi nhớ là trước kia khi còn ở cùng với nhau, chỉ riêng việc giặt quần áo thôi mà anh phải dùng tận 5 lần nước. Nhà ở lúc nào cũng phải sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Ngay cả sách vở cũng hiếm lắm mới có một vết tẩy xóa rất nhỏ. Một người ưa sạch sẽ như anh thì tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận được một con đàn bà từng chung đụng với rất nhiều người, giống như lời mà tôi vừa nói. Cho nên tôi mới cố tình nói dối để cho anh buông tha cho tôi. Quả nhiên qua một lúc rất lâu sau, cuối cùng thì anh cũng nói với tôi: tùy cô. Cảm ơn anh. Vậy anh nói cho tôi biết số tiền đi, tôi sẽ cố gắng thu xếp trả cho anh. Nói sau đi. Thế khi nào anh tính xong thì nói với tôi. Tôi về đây. Rời khỏi khu đô thị xa hoa kia, tôi đặt một chiếc Grab rồi tự đi về nhà. Ngồi trên xe nghĩ lại sắc mặt của anh vừa nãy, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng rất đau mà không biết phải làm sao cả. Tôi thừa nhận, lẽ ra tôi phải nói những lời này từ lúc ở công ty, nhưng vì tôi còn lưu luyến, vẫn còn tình cảm với anh, cho nên mới đi theo anh đến biệt thự kia. Nhưng mà sau khi đến đó, nhìn thấy những thứ xa xỉ khác xa với ngôi nhà thuê của hai mẹ con tôi, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt xa cách của anh, rồi cả bộ váy của vợ anh nữa, tôi chợt nhận ra rằng mình nên kết thúc ở đây thôi. Lần này cũng chính là lần cuối, không thể nào tiếp tục một mối quan hệ trái đạo đức như vậy nữa. Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng, về đến nhà cũng không có tâm trạng ăn uống gì cả, chỉ qua loa vài miếng rồi lên phòng. Đang vùi đầu vào dịch văn bản thì bỗng nhiên thấy Mai gọi điện cho tôi. Nó nói: thế mày dạo này có trai quên tao rồi à? Không, tao bận mà. Bận cái con khỉ mốc. Thế mày với anh Hoàng sao rồi? Không sao cả, vẫn bình thường thôi. Nói thật với tao đi, kể cả tao mà mày cũng giấu á. Thật ra bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng muốn có một người để tâm sự cho nhẹ lòng. Cho nên sau khi đắn đo một lát, cũng quyết định nói: thế tao nói với mày, mày đừng kể với ai nữa nhá. Ừ, nói đi. Bọn tao cũng có qua lại, nhưng mà hôm nay vừa mới chấm dứt rồi. Sao thế? Sao lại chấm dứt? Vì tao thấy anh ấy sắp lấy vợ, nên thôi. Với cả bây giờ anh ấy cũng không yêu tao nữa, qua lại thế thôi. Qua lại là qua lại thế nào? Bọn mày với nhau á? Chấm dứt rồi, thôi kệ đi. Nhưng mà nếu như ông ấy không còn tình cảm với mày, thì qua lại với mày làm gì? Mày dở hơi thế. Thì chắc là tìm của lạ thôi. Hôm trước mày cũng nói còn gì nữa, tình cũ không dù cũng đến. Chắc là lâu ngày muốn thử lại tình cũ thôi. Hôm nay tao nói chấm dứt thì anh ấy cũng không nói gì cả. Nếu như có tình cảm, đã không dễ dàng đồng ý như vậy. Với cả tao cũng mong anh ấy với tao kết thúc nhẹ nhàng. Sắp lấy vợ rồi, cứ dây dưa với nhau thế này thì mệt lắm. Đầu dây bên kia im lặng một lát, dường như Mai đang suy nghĩ điều gì đó, mãi sau mới trả lời tôi. Thế thôi, nếu như đã lấy vợ rồi thì thôi mày ạ. Chắc cũng xem mình giống như rau sạch, chơi vài lần cho chán hẳn rồi vứt thôi mà. Tao biết rồi. Đừng buồn nhá, còn có tao ở đây. Thế cuối tuần này tao bao mày đi ăn thịt xiên nướng nhá. Ừ, được bao đi ăn là sướng nhất rồi. Chủ nhật tuần này tao rảnh đấy. Ok, thế nhá. Sau ngày hôm đó, chúng tôi thật sự không dây dưa gì với nhau nữa. Ở công ty có động mặt, chỉ là gật đầu chào xã giao như nhân viên và sếp bình thường. Ngay cả bản kế hoạch cũng không thấy anh Toàn nói thêm gì nữa.
Tôi nghĩ kết thúc như vậy là nhẹ nhõm cho tất cả. Từ giờ về sau mỗi người một việc, cứ lướt qua đời nhau mà sống. Về phần tiền chi phí thuê luật sư thì tôi cũng cố nhận thêm một công việc làm thêm nữa. Vất vả thêm một chút, nhưng mà có thêm tiền để hàng tháng trích ra gửi trả cho anh. Một ngày làm đến 4 công việc, tôi bận đến nỗi tối cả mặt mũi. Anh Lâm hẹn đi ăn mấy lần mà tôi không đi được. Cuối cùng mãi đến lần thứ 6, anh Lâm bảo nếu như tôi còn từ chối nữa thì về sau mặc kệ tôi luôn. Thế là cuối cùng tôi đành phải gác hết lại tất cả công việc, tranh thủ đi ăn với anh. Anh Lâm ngồi ở đó gắp đồ ăn cho tôi, giả vờ cằn nhằn. Gớm thật đấy, hẹn được em đi chơi vất vả quá cơ. Thế cấp trên bóc lột sức lao động của em đến tận xương tủy á? Đâu có, tại là em làm mấy việc một lúc nên như vậy thôi. Bận kinh khủng mà cũng chả thấy tiền đâu ấy. Sao lại làm tận mấy việc một lúc như vậy? Thì em cày tiền mà, đang còn trẻ thì phải kiếm tiền chứ. Sau này già rồi mắt mờ chân chậm thì không kiếm được nữa, phải tranh thủ thôi. Thấy tôi nói như vậy, anh Lâm mới ngừng tay gắp thức ăn, ngẩng lên nghiêm túc nhìn tôi. Thế em có việc gì cần tiền sao? Dạ vâng, nhiều việc lắm. Nhưng mà tự mình kiếm ra tiền, tự tiêu tiền của mình, vẫn thấy vui anh ạ. Thực ra thì tôi rất sợ người khác ngỏ ý giúp đỡ tôi. Tôi sợ là tôi không trả được, nên nghe anh Lâm nói như thế thì phải tìm cớ chối ngay tức thì. Mà anh Lâm là người tinh tế, có lẽ cũng hiểu, thế nên không ép tôi trả lời nữa. Mà em đang làm những công việc gì đấy? Lương cao không? Em làm dịch thuật, tính theo văn bản, 10.000 từ thì được 200.000. Tư vấn hướng dẫn các bạn muốn đi du học nữa. Nói chung cứ một hồ sơ thì được 10%. Rồi cả việc ở công ty, tư vấn chiến lược kinh doanh cho mấy công ty online nữa. Nói chung là nhiều việc lắm. Một tháng chắc cũng được gần 30 triệu ấy. Chắc là có việc cần dùng tiền sao? Vâng ạ. Nhà em bây giờ còn có mình em và mẹ thôi. Mẹ em lại ốm nữa, tiền thuốc thang một tháng cũng rất nhiều. Thế tiền lương ở công ty của em là bao nhiêu? Tổng một tháng ấy? Khoảng 13-14 triệu gì đó anh ạ. Có muốn sang công ty của anh làm không? Tôi biết là anh Lâm tốt với tôi, không giúp tiền mà muốn giúp tôi có một mức lương tốt hơn để lo cho mẹ. Kỳ thực từ khi Hoàng làm sếp của tôi cũng muốn rời khỏi đây, nhưng mà tiếc sự cố gắng của tôi cho nên tôi mới không đi. Bây giờ anh Lâm hỏi tôi như vậy, chẳng còn lý do gì để tôi ở lại đó nữa. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng vẫn cứ không thể nào hạ quyết tâm ra đi được. Trong lúc tôi còn đang chần chừ thì bỗng nhiên lại nghe giọng một người đàn ông ở ngay sau lưng. Tôi nghe tên anh Hoàng lâu rồi, nhưng mà giờ mới được gặp mặt đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao, được làm ở công ty X bên anh cũng không phải là tầm thường đâu nhá. Lúc này trái tim của tôi bỗng nhiên như bị ai đó gõ mạnh một cái. Theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy anh với mấy người đàn ông nữa đang ngồi cách tôi đúng một đoạn. Những khán thính giả của chị Dậu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Và với tập truyện ngày hôm nay thì có thể nói là với cá nhân của anh Sa, đối với Sa thì nhân vật Hoàng này vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Không hiểu rằng là người đàn ông này đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Vì sao với một người quyền lực như anh, trong trái tim vẫn còn có hình bóng của một người phụ nữ khác, thế nhưng lại đồng ý kết hôn với một cô gái khác? Và vị hôn thê sắp đến của anh cũng là một ẩn số đối với chúng ta nữa. Với tình huống vừa rồi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đụng mặt giữa Lâm, Như và Hoàng sẽ diễn ra như thế nào. Sau đó không nhầm thì Hoàng đã nghe được lời đề nghị mời Như về làm việc của Lâm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn, đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip cũng như tác giả một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của mọi người về tập truyện nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.